Xin chào mừng quý vị và các bạn đã ghé thăm kênh YouTube channel Minh Ngọc Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay Ngọc làm cái video này để trả lời một số câu hỏi, hy vọng là quý vị tìm được câu trả lời ở đây cho mình, bởi vì Ngọc nhận được khá là nhiều câu hỏi qua Facebook messages, qua emails, qua comments, nhưng mà Ngọc không có trả lời hết cho tất cả mọi người case by case được, cho nên là Ngọc hy vọng là các bạn xem cái video này và tìm được câu trả lời cho mình. Tại vì nhiều lúc Ngọc nói là để Ngọc đi tìm thông tin xong rồi Ngọc mới dám trả lời cho mọi người, tại vì sợ là trả lời sai thì nó tầm bậy á. Cho nên là khi mà Ngọc quay qua, Ngọc tìm lại câu hỏi của mọi người để Ngọc trả lời thì nó lại đi đâu mất tiêu rồi, không biết Ngọc làm sao mà nó bị biến mất mất. Và một số bạn thì Ngọc cũng đã trả lời trực tiếp rồi, và Ngọc có cập nhật một số thông tin mới thì Ngọc làm cái video này để Ngọc chia sẻ với mọi người về cái gói CARES Act, nói chung là về cái EIDL, về cái khoản vay, PPP, Paycheck Protection Program, rồi về tiền thất nghiệp, PUA, là tiền thất nghiệp cho dựa theo cái gói CARES Act đó mọi người. Đó, thì ở đây Ngọc cũng có nêu ra một số tiểu bang như Georgia, Maryland, California, bang nữa thì Ngọc không có nhớ, nhưng mà nói chung là cũng có nhiều tiểu bang Ngọc nhắc đến trong cái video này, thì mọi người cố gắng xem hết video này nha. Thì đầu tiên thì Ngọc xin trả lời một số câu hỏi về EIDL, cái Economic Injury Disaster Loan, thì gọi tắt là EIDL. Thì cái khoản vay này là dành cho các doanh nghiệp nhỏ dưới 500 nhân viên. Thì một số người đã báo cho Ngọc là anh chị, một người là nhận được 3.000, một người là nhận được 2.000. Tức là up to 10,000, cho nên là cái tối đa là 10.000, thì có một người nhận 3.000, có một người nhận được 2.000, tại vì cái tiệm của họ có 2-3 người gì đó, thì chung quy lại là họ nhận khoảng là 1.000 trên thợ. Nếu như mà cái tiệm đó có 2 thợ thì nhận 2.000, tiệm đó có 3 thợ thì nhận được 3.000 để chi trả cho những khoản cho cái tiệm đó. Mà cái khoản này khi mà tiệm nhận được thì người ta không có phải hoàn trả lại nếu như người ta làm đúng theo cái cam kết mà người ta dùng cái số tiền này để làm gì. Thì hiện giờ cái số tiền này đã hết rồi, tức là tới ngày hôm qua, thì tuần trước rồi quý vị, tuần là cái số tiền này đã hết rồi, nó hết nhanh lắm. Tại vì nhiều người nộp đơn quá, mà nó dạng first come first serve basic, là những ai nộp đơn trước thì họ được xét duyệt trước, mà khi mà xét duyệt rồi, cái số tiền nó hết rồi thì không còn cho những người đi sau nữa. Cho nên là họ đã đề xuất và Thượng viện vừa thông qua cái gói cho thêm tiền này, là nó có 484 tỷ, thì trong đó có 60 tỷ cho EIDL, và 60 tỷ này thì họ chia ra 50 tỷ cho khoản vay và 10 tỷ cho khoản grants. Grants là khi mà mình nói đến chữ grants có nghĩa là nó mình không có phải trả lại đó quý vị. Nhưng mà cái khoản này, khoản EIDL này mới này á, chỉ dành cho các nông trại farmers hoặc là những cái chương trình về nông nghiệp đó quý vị. Đó ha, thì quý vị có thể tham khảo cái chi tiết cái gói này ở cái trang báo này, thì Ngọc có để cái đường link này, và Ngọc sẽ để đường link này trong phần mô tả nếu quý vị cần tham khảo thêm về cái chi tiết từ cái bài báo này. Jackson Program thì hôm bữa trước Ngọc có thông báo là hiện giờ họ hết tiền rồi, họ không có nhận hồ sơ mới nữa quý vị. Thì hiện giờ Thượng viện đã thông qua cái gói 484 tỷ. Hả quý vị, thì trong cái gói này lúc nãy Ngọc có nói là có 60 tỷ là dành cho EIDL, cho những cái nghề nông á quý vị, những cái farmers rồi những cái chương trình về nông nghiệp á, thì trong cái 484 này thì là 60 là cho EIDL đúng không, 301 là cho PPP quý vị nha, 301 tỷ là cho PPP. Đó là cái thêm cái quỹ cho PPP, cho nên là những ai mà hôm bữa trước mà định nộp hồ sơ á, thì bây giờ quý vị có thể nộp hồ sơ đây, nhưng mà quý vị nên nhớ rằng là hồ sơ cũ họ vẫn còn rất là nhiều quý vị ha, cho nên là không biết là cái số tiền này nó sẽ hết
nó sẽ chịu đựng được bao nhiêu, hay là nó hết trong vòng một tuần. Thì hôm bữa trước Ngọc có chia sẻ là cái PPP Paycheck Protection Program, cái quỹ cho cái PPP này đã hết rồi, hết trơn hết trọi luôn rồi, cho nên là họ không có nhận hồ sơ mới nữa, họ không có nhận hồ sơ mới nữa. Cho nên là khi mà có cái chị nào chị hỏi là ô bây giờ nộp PPP thì nộp làm sao, như thế nào, thì Ngọc mới nói là ô bây giờ trễ rồi chị, bây giờ người ta không có nhận hồ sơ mới nữa. Thì nếu như mà chị chưa có nộp hồ sơ thì bây giờ chị có thể nộp hồ sơ, bởi vì bây giờ người ta cho thêm cái quỹ là 310 tỷ cho PPP. Thì Thượng viện đã vừa thông qua cái gói là 484 tỷ đó. Thì trong đó lúc nãy Ngọc nói là 60 cho EIDL và 310 là cho PPP, còn lại là người ta dùng vào testing và bệnh viện ha, những cái test và dùng cho các bệnh viện hospitals. Thì nếu như những ai mà có muốn nộp đơn cho PPP thì quý vị có thể nộp đơn bây giờ. Hôm bữa trước Ngọc có làm một cái video chia sẻ về cái PPP. Actually hai cái video, một cái là chung chung, một cái là cho self-employed quý vị ha. Thì self-employed thì nó khác, nó tính nó khác hơn chút, cho nên là nếu quý vị vào, ví dụ như quý vị là làm chủ thì quý vị đừng có vào video là self-employed, quý vị vào cái video kia để tham khảo cái cách điền đơn. Thì Ngọc cũng xin nhắc lại PPP là mình làm việc với nhà băng nha quý vị, chứ không phải là làm việc trực tiếp với SBA. Thì cái đó là cái thông tin chung chung như vậy thôi. Còn cái 1.200 thì quý vị cứ vô, chắc mỗi ngày ha, cứ người ta sẽ cập nhật sau 24 tiếng đồng hồ, cho nên là nếu như mà mình cập nhật vô nó báo lỗi á, thì ngày ngày sau quý vị cập nhật, bởi vì người ta sở thuế IRS người ta sẽ lên trên mạng, cứ mỗi tối là người ta cập nhật thông tin quý vị ha. Ví dụ như thông tin quý vị mới nộp thuế đây, thông tin quý vị chưa có thì nó báo là payment status not available, thì có thể là ngày hôm sau thì sở thuế người ta cập nhật cái thông tin của mình, thì quý vị sẽ biết được là ô mình nhận được tiền, mình được nhận tiền và khi nào tiền về hay như thế nào đó. Quý vị cứ check mỗi ngày ha. Và bây giờ Ngọc chuyển qua cái PUA ha, cái tiền trợ cấp thất nghiệp đó. Thì tiền trợ cấp thất nghiệp này rất là nhiều người làm 1099 thì người ta nhận 0 đồng quý vị ha, thì bắt đầu lo là sao chưa thấy tiền thất nghiệp về, sao tại sao nhận giấy 0 đồng. Thì Ngọc mới nói với quý vị là cứ đợi đi, không sao đâu. Tại vì cái luật đã ký rồi, cái luật đã ký rồi mà mình có đóng thuế 1099 thì không cớ gì mà mình không nhận được, trừ khi lỗi là do quý vị, ví dụ như là quý vị khai nó không có đúng, hay là quý vị nghỉ, cái lý do nghỉ việc là nó không có đúng. Thì quý vị cứ đợi, nếu nhận không đồng là quý vị cứ đợi ha, đừng có lo quá. Tiền liên bang hiện giờ một số tiểu bang đang bắt đầu về, và một số tiểu bang đã có rồi, tiền đã về rồi. Một số các anh chị đã báo với Ngọc là họ nhận được 600 rồi. Thì cái trường hợp đó là trường hợp W2, thì người ta nhận tiểu bang và người ta nhận luôn cái 600 phần liên bang luôn. Còn cái trường hợp 1099 thì họ gửi giấy về cho quý vị là không đồng quý vị ha. Thì hiện giờ quý vị theo dõi tiếp theo, để Ngọc sẽ chia sẻ cho quý vị từng tiểu bang và Ngọc nêu ra ở đây. Nếu như quý vị muốn vào coi chung cho 50 tiểu bang để tìm cái đường link tất tần tật 50 tiểu bang, thì quý vị vào cái link này ha. Ngọc sẽ để vào cái phần mô tả cho quý vị tham khảo. Thì Ngọc cũng có chia sẻ một cái video về cái đó rồi. Thì cái PUA là viết tắt của Pandemic Unemployment Assistance, có nghĩa là dựa vào cái CARES Act nha quý vị. Ha, dựa vào cái gói này tổng thống ký vào ngày 27 tháng 3, thì quý vị hầu như tất cả mọi người đã biết về cái gói này rồi. Thì bình tĩnh nha quý vị, không có gì lo hết, tiền nó sẽ về và quý vị cứ check email mỗi ngày để mình kiểm tra thử họ có yêu cầu
bổ sung hồ sơ gì không ha, rồi mình có được nhận hay không, cứ check email mỗi ngày, để tại vì mỗi tiểu bang nó mỗi khác cho nên là mình không thể quy gộp vô là một cái quy trình chung được, cho nên là quý vị cứ check email mỗi ngày ha, rồi hay là check cái hòm thư nếu như quý vị chọn cái lựa chọn là người ta liên lạc với quý vị qua cái hòm thư bưu điện ha. Rồi, có người hỏi Ngọc là hưởng trợ cấp thất nghiệp như vậy có bị ảnh hưởng gì đến việc thi quốc tịch hay không? Tại vì các bạn đang có thẻ xanh á, các bạn đi làm, các bạn có đóng thuế thì cái hưởng trợ cấp thất nghiệp là cái quyền của mình được hưởng, tại vì cái mình đã thực hiện cái nghĩa vụ đóng thuế. Thì bởi vì cái bị ảnh hưởng của đợt này cho nên mình có quyền ha, mình thực hiện nghĩa vụ đóng thuế, mình thực hiện quyền công dân thì mình có quyền hưởng cái trợ cấp của chính phủ, không có gì sai hết, mình không có làm gì sai, cho nên câu trả lời là no, ok, không có bị ảnh hưởng gì đến cái việc mà các bạn thi quốc tịch hết, trừ khi các bạn khai cái hồ sơ trong cái trợ cấp thất nghiệp là quý vị khai sai, sai đi sự thật ha, quý vị khai không đúng, dù dù là cố tình hay vô ý mà quý vị khai không đúng thì người ta sẽ điều tra, nếu như điều tra quý vị là lỗi ở quý vị thì cái việc đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc thi quốc tịch, bởi vì mình làm không đúng sự thật ha, mình khai man đúng không, cho nên là nếu như mà mình khai đúng, khai đủ và mình có nghĩa vụ đóng thuế, mình thực hiện nghĩa vụ công dân rồi thì mình có quyền hưởng trợ cấp thất nghiệp, đâu có gì là sai đâu mà mình sợ đúng không quý vị? Đó, thì nếu như mình làm đúng thì mình không có gì mà sợ là sẽ bị ảnh hưởng đến việc thi quốc tịch các bạn nha. Rồi, thì ở đây Ngọc cũng mọi người cứ hỏi Ngọc là bây giờ làm sao? Đây là những câu hỏi Ngọc nêu ra đây ha. Thì điều kiện có đủ điều kiện để xin trợ cấp thất nghiệp hay không, thì ở đây chung quy lại là nếu như công việc của các bạn bị ảnh hưởng, thu nhập của các bạn bị ảnh hưởng do cái đợt này, ví dụ như là mình bây giờ bản thân mình bị nhiễm đúng không, mình phải bắt buộc nghỉ việc, mình có thành viên trong gia đình bị nhiễm, mình buộc phải ở nhà mình chăm sóc cho nên là mình phải nghỉ việc, hay là trường học đóng cửa, daycare đóng cửa, mình phải ở nhà mình chăm con, mình nghỉ việc. Rồi mình là thành viên chính của gia đình mà trong gia đình lại có người bị nhiễm, cho nên là các bạn phải dù cho các bạn không đi làm, bình thường các bạn không đi làm, nhưng mà cái người mà chủ gia đình, cái người mà đi làm đem tiền về đã qua đời rồi thì mình có thể mình xin tiền trợ cấp thất nghiệp, bởi vì mình hiện giờ là cái head of household, ok? Thì đó là những cái trường hợp mà người ta giải thích như vậy. Còn cái 1099 là quý vị đã rõ rồi, có 1099 là được hưởng PUA ha. Có W2 thì được hưởng hai cái của liên bang và cái của tiểu bang đó. Thì và câu hỏi nữa là có bạn hỏi Ngọc á, là nếu em ở Maryland mà em làm ở Virginia, hay là nếu em ở Virginia mà em làm ở Maryland thì điền của tiểu bang nào? Đó, thì làm ở tiểu bang nào thì quý vị khai ở tiểu bang khác, bang đó quý vị ha. Làm ở tiểu bang nào thì khai thất nghiệp ở tiểu bang đó. Ví dụ như quý vị ở Virginia mà quý vị qua Maryland quý vị làm thì quý vị khai ở tiểu bang Maryland ha. Và ví dụ như quý vị làm nhiều jobs nhưng mà cái job mà mình bị mất việc do bị ảnh hưởng cái đợt này, ví dụ như quý vị làm ở Maryland, Virginia rồi DC, nhưng mà cái job mà mình bị mất việc, cái job mà có thu nhập chính á bị mất rồi là do bị ảnh hưởng của đợt này, thì quý vị làm theo tiểu bang đó nha. Đại khái là quý vị làm ở tiểu bang nào, cái thu nhập chính của quý vị là ở đâu thì quý vị xin tiền thất nghiệp ở tiểu bang đó ha. Chứ quý vị xin sai là nhiều lúc hồ sơ quý vị nó không có được chấp thuận, rồi mình lại điền lại từ đầu cho cái tiểu bang khác thì cái quá trình xét duyệt nó lâu đi, tiền nó về nó chậm hơn. Đó, rồi có bạn hỏi Ngọc là bây giờ khai sai số an sinh xã hội thì làm sao để sửa hay là điền hồ sơ mới hay như thế nào, thì Ngọc mới khuyên thì Ngọc có hỏi một bạn, bạn này có kinh nghiệm
làm hồ sơ cho chính bản thân bạn với lại một số người trong gia đình, cho nên là Ngọc có tham khảo ý kiến của bạn này khi mà trường hợp mà khai sai số an sinh xã hội thì Ngọc cũng xin phép được giấu tên với bạn này, nhưng mà cái ý này là của bạn này, bởi vì bạn đã làm cái hồ sơ rồi trong trong là thực thực tế đó quý vị, còn Ngọc thì Ngọc không có làm hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp, cho nên là Ngọc không có biết thực tế nó như thế nào. Thì quý vị ơi, nếu như mà quý vị khai sai á, ví dụ như sai số an sinh xã hội hay là cái bạn đó là bạn nói là thay vì điền số an sinh xã hội thì bạn lại điền số thẻ xanh đó, thì bây giờ mình phải sửa càng nhanh càng tốt, gọi lên ha quý vị ha. Thứ nhất là quý vị gọi lên, nếu gọi lên mà không ai trả lời hết thì quý vị làm một cái hồ sơ mới. Bởi vì sao? Nếu như quý vị dùng cái số an sinh xã hội đó mà không phải không có hốt khớp với cái hồ sơ thuế những cái thu nhập bằng chứng về cái thu nhập tiền lương đó thì người ta không có xét duyệt cho bạn đâu, tại vì bạn là một người khác mất tiêu rồi đó. Cho nên là, và một trường hợp nữa quý vị lưu ý nè, cũng có một số bạn nói với Ngọc là ô chị ơi, bây giờ em vô em nhập cái số an sinh xã hội mà sao nó báo là số này đã có người dùng rồi. Thì Ngọc mới nói là có thể là người khác đã nhập cái số này vô cái hệ thống rồi. Cho nên là nếu như bạn nhập số là 111 11111 đúng không, thì cái số này là không phải số của bạn đúng không, mà cái số của người khác, thì cái người khác này lại đi nhập nè cái số này vô system thì nó lại báo đã sử dụng rồi, bởi vì bạn đã nhập cái số này vô rồi đúng không. Cho nên là quý vị, số an sinh xã hội là của mỗi người có một số riêng, cho nên là nếu bạn đã nhập rồi thì cái người có cái số đó họ nhập vô cái hệ thống thì nó báo lỗi liền. Cho nên là bạn, thứ nhất là bạn phải gọi lên đó để người ta từ chối cái hồ sơ để bạn có thể vào bạn sửa, sửa online hay là người ta sửa giùm bạn để cho mình gỡ cái số đó ra khỏi system để người khác người ta có thể xài cái số đó ha. Hoặc hoặc là bạn điền hoàn toàn một hồ sơ mới nếu như mà người ta không có trả lời bạn ha, hoặc là bạn tìm cách nào để bạn báo chứ với người ta là cái số an sinh xã hội, cái hồ sơ của bạn là nó bị sai rồi. Cứ gọi lên, nếu mà người ta không có trả lời thì cứ gọi canh sáng sớm hay là cuối ngày đó, thì gọi gọi nhiều lần, thì hy vọng là quý vị sẽ giải quyết được cái trường hợp này, tại vì đã làm hồ sơ sai rồi nó chờ lâu lắm, cho nên là quý vị khi mà quý vị khai thì khai cho đúng. Rồi khi mà làm hồ sơ mới á thì quý vị nên sử dụng một cái địa chỉ email mới ha. Tại vì nhiều lúc á, địa chỉ mà nó trùng á thì nó báo lỗi đó ha. Thì hy vọng là Ngọc, cái bạn đó đã sửa được cái hồ sơ của mình rồi, và những ai mà đang trong trường hợp này thì quý vị hãy làm sao để mà mình gỡ rối cái số an sinh xã hội đó đi, nếu như mà các bạn dùng cái số đó mà không phải số mình á, nó nguy hiểm ha. Rồi thì bây giờ những câu hỏi tiếp theo là nếu không đi làm vào năm 2019, và dĩ nhiên là các bạn không đi làm năm 2019 thì các bạn chưa khai thuế năm 2019 đúng không, các bạn chỉ mới bắt đầu làm 2020 đó. Cho nên là quý vị không có 1099 thì có xin được cái PUA này không? Cái trợ cấp thất nghiệp của liên bang này không? Thì maybe quý vị ha, thì Ngọc nghĩ là quý vị được, và Ngọc có đọc cái thông tin này rồi, nhưng mà Ngọc không có nhớ chính xác là Ngọc đọc trên cái trang nào, trên cái Bộ Lao động á. Thì người ta nói quý vị là gửi giấy tờ chứng minh là bạn làm ở đâu, bao nhiêu tiền và lý do của bạn nghỉ việc. Là bị ảnh hưởng của đợt này, cho nên là nếu ai mà không làm năm 2019 chưa có khai thuế thì quý vị sẽ dùng cái chứng minh, quý vị phải chứng minh cho người ta biết là bạn làm ở đâu, bao nhiêu tiền và lý do nghỉ việc như thế nào để người ta xét duyệt, còn có cho hay không thì tùy vào cái hồ sơ của bạn nữa ha. Rồi câu hỏi tiếp theo là vừa mới nhận thông báo sẽ có việc làm, tức là mình đã được cái job offer, người ta offer cho bạn một cái job, nhưng mà bạn chưa cái đi làm, chưa kịp đi làm thì người ta đã báo là bây giờ phải đóng cửa rồi. Cho nên là trường hợp này bạn có quyền nộp hồ sơ xin nha, còn xét xét hay không thì tùy tùy tiểu bang, tùy họ ha.
Cho nên là những cái trường hợp này là quý vị cứ cứ điền đơn như thế nào, điền đơn thử xem người ta có xét hay không. Đó, còn cái trường hợp mà đi làm 2020 thì Ngọc nhớ là Ngọc đọc không phải báo đâu, đọc thông tin chính thức, cho nên là cái này bạn các bạn cứ nộp đi ha. Rồi, trong nếu các bạn có W2 đang hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp từ trước đúng không? Nhưng mà mình hưởng cái mức tối đa của người ta cho rồi ha. Mình hưởng mức cái tối đa của người ta cho rồi và mình không có xin việc được nữa. Bởi vì khi mà quý vị hưởng mức tối đa rồi, quý vị không có được nhận nữa thì quý vị bắt việc buộc quý vị phải đi làm để mình có tiền mình xài, chứ không có đi làm lấy gì mình xài đúng không? Thì đùng một cái báo nghỉ bởi vì bị ảnh hưởng của cái con vô hình này thì quý vị không có xin được việc làm. À, chuẩn bị xin việc làm tại vì tiền trợ cấp thất nghiệp hưởng hết rồi. Đó, thì bây giờ họ sẽ cho tiếp tục ha, quý vị cho tiếp tục, nó gọi là Pandemic Extended Unemployment Compensation, PEUC, quý vị ha. Cho nên là nếu quý vị đã nhận được cái mức tối đa rồi thì người ta sẽ cho thêm quý vị nữa ha. Với điều kiện là cái lý do bạn không tìm được việc làm là cái do là ảnh hưởng của mùa này thì đó, thì người ta sẽ xét hồ sơ cho bạn thôi, nhưng mà người ta tức là người ta cho thêm đó, mình nhận nhiều rồi mà người ta cho thêm nữa đó. Rồi câu hỏi tiếp theo là họ có yêu cầu mình tìm kiếm việc làm hay không. Thì có một số tiểu bang Ngọc đọc có, tức là ví dụ như ở tiểu bang Tennessee thì người ta có khuyến khích các bạn vào đó tìm việc, bởi vì người ta có một cái đường link thì bạn vào đó bạn người ta nói là hiện giờ các siêu thị, bệnh viện và những cái việc làm như là nhân viên giao hàng hay là work from home, những cái jobs đó thì họ khuyến khích các bạn đi làm những cái job đó. Thì các bạn vô đó quý vị tìm việc, tức là mình tích cực tìm việc, mình sẵn sàng mình đi làm. Đó là những cái yêu cầu của người ta. Thì có những tiểu bang người ta yêu cầu các bạn là verify chứng nhận hưởng trợ cấp thất nghiệp mỗi tuần hoặc là mỗi 2 tuần, thì các bạn vào cái tiểu bang mình để mình xem ha. Thì một câu hỏi tiếp theo là sinh viên đi làm có khai thuế năm 2019 theo 1099 có được hưởng không? Thì sinh viên đi làm, nếu như các bạn các bạn qua đây các bạn đi học đúng không? Các bạn ví dụ như là các bạn qua đây định cư theo diện gia đình đi, rồi các bạn là đang là sinh viên, các bạn đi làm và các bạn có khai thuế, và hiện giờ các bạn phải nghỉ nghỉ làm vì cái đợt này, thì các bạn nếu như bạn đi làm hợp pháp, bạn có khai thuế, và cái lý do nghỉ việc là do cái đợt này chứ không phải là do lỗi của bạn, thì bạn được được xin trợ cấp thất nghiệp quý vị ha. Rồi bây giờ Ngọc xin lưu ý cái điều này nè, đặc biệt là ở tiểu bang Maryland. Tiểu bang Maryland họ có một cái video họ giải thích như vậy các bạn ha. Thì người ta cho một cái ví dụ là nếu như mà bạn đã tìm được việc làm rồi thì các bạn phải báo ngay cho Sở Lao động, báo ngay cho cái nơi mà bạn điền cái thông tin về hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp á, các bạn phải báo ngay, không có đợi khi mà mình lãnh lương rồi mình mới báo, báo ngay khi mà bạn có cái job offer đó quý vị ha. Rồi các bạn phải luôn luôn sẵn sàng làm việc bất cứ lúc nào quý vị, không phải là quý vị nhận tiền trợ cấp thất nghiệp rồi mình lấy cái tiền đó mình đi vacation. No. Ok, người ta sẽ cho bạn là đây ha. Người ta nói là don't commit fraud. Ok, cho nên là quý vị không nhận tiền thất nghiệp để đi vacation, điều đó là không. Rồi khi mà các bạn có việc làm các bạn thông báo liền, không phải là đợi khi nào mình lãnh lương rồi mình mới báo. Cái đó giống như là mình nói là chắc cú khi nào lãnh lương rồi mới báo, chứ bây giờ báo làm gì lỡ không có tiền sao? Đó, không có. Báo trước ha, chứ không phải là đợi lãnh lương rồi mới báo. Đó là ở Maryland người ta chú ý như vậy, người ta có một cái video giải thích rõ ràng. Còn nếu như mà mình làm sai á thì người ta gọi là mình commit fraud. Cho nên là mình đừng ha, người ta sẽ có những cái
consequences, người ta sẽ phạt mình, rồi có những cái điều luật người ta áp dụng cho mình, thì cái đó nó nguy hiểm ha, đặc biệt là những ai có thẻ xanh và muốn đi thi quốc tịch, nhập tịch để trở thành công dân Mỹ thì mình không nên. Tất cả những ai khai hồ sơ, kể cả hồ sơ gì, tất tần tật hồ sơ, đặc biệt là trong thời gian này là hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp, thì quý vị lưu ý mình khai thật, khai đúng, đừng khai mang, mang khai hay khai mang gì đó ha, khai mang hả, mang khai, ok, mình phải khai thật, khai thật khai đúng quý vị nha, vì cái hậu quả mà mình khai sai ấy, nó khôn lường lắm, mình không có biết. Ít nhất là quý vị bị phạt về tài chính, là quý vị trả lại cái số tiền ha, còn nặng hơn nữa là bị về mấy cái luật dân sự ha, cho nên là tốt nhất là mình đừng có khai sai, mình nên khai đúng đó. Nếu như mà vì bất cứ lý do nào mà mình bị khai sai á thì mình phải sửa hồ sơ ngay quý vị nha. Rồi bây giờ mình Ngọc sẽ đi vào cái tiểu bang Georgia, ok? Thì tiểu bang Georgia thì Ngọc sẽ để cái đường link này cho các bạn. Thì ở đây tiểu bang Georgia thì người ta lưu ý một cái số điểm lưu ý như sau. Thì ngày mai là ngày April 22nd, ngày 22 tháng 4, quý vị kiểm tra email. Tức là những ai đã điền hồ sơ rồi, thì quý vị kiểm tra email nào, kiểm tra inbox, spam and junk folders là những cái này ha. Nếu như inbox không có thì quý vị kiểm tra spam junk folders, tại vì nhiều khi mình cái account mình cái những cái email mà email mới email lạ thì nó vào cái spam folder, junk folders, cho nên là quý vị nếu ở trên inbox không có thì ngày mai quý vị kiểm tra hết những cái folders này nha. Ngày mai tiểu bang Georgia họ sẽ gửi ra một cái đường link để hướng dẫn quý vị làm những cái bước tiếp theo cho PDA, hoặc là họ sẽ gửi bằng đường bưu điện cho quý vị. Ví dụ như quý vị phải trả lời một số câu hỏi, quý vị phải cập nhật hồ sơ, bổ sung hồ sơ như thế nào đó, họ sẽ hướng dẫn quý vị làm những bước tiếp theo cho PUA, tức là cái phần của liên bang, phần 600 á. Rồi, sau đó họ sẽ gửi thông tin cho bạn biết là bạn được bao nhiêu tiền và khi nào tiền về. Và nếu như quý vị không được nhận tiền thì họ sẽ giải thích lý do là quý vị như thế nào, vì sao mà quý vị không được nhận tiền quý vị ha. Thì ở đây Ngọc sẽ vào cái tiểu bang Georgia cho quý vị xem. Đây quý vị ha, Department of Labor, Georgia DOL. Thì ở đây Pandemic Unemployment Assistance PUA, thì ở đây người ta giải thích đó. Thì ngày 13 tháng 4 quý vị đã bắt đầu nộp hồ sơ được rồi. Người ta giải thích ở đây là những ai nè, nào nail tóc, rồi Uber, Lyft, Amazon, những cái người mà tài xế đó thì mình được ha. Những ai mà tự làm chủ cũng được, ví dụ như làm nail mà quý vị thuê station á thì được hết đó quý vị. Đó. Rồi sau bước 1, bước 2 thì bước 3. Bước 1, bước 2 là mình làm đơn rồi ha. Rồi bước 3 thì vào ngày mai 22 tháng 4 thì quý vị sẽ nhận được email của người ta ha. Rồi bước thứ tư là mình sẽ vào đó theo cái hướng dẫn đó, mình tiếp tục mình hoàn thành cái application cho PUA, tức là mình điền, hoàn thành điền đơn á, hoàn tất cái việc điền đơn và mình gửi đi ha. Đó người ta giải thích ở đây quý vị nha. Nếu quý vị muốn đọc tiếng Việt thì quý vị nhấn chuột phải và translate cho tiếng Việt ha. Thì ở dưới đây người ta có giải thích nào quý vị. Đó, quý vị phải cung cấp bằng chứng là tiền lương của mình bao nhiêu, income của mình bao nhiêu, thu nhập của mình bao nhiêu, rồi cái hồ sơ thuế cho 2019. Quý vị ha, như là tức cái mẫu đơn 1040 nè. Đó. Đó là tiểu bang Georgia quý vị nha. Ngày mai quý vị nhớ nha, check email. Ồ quý vị ơi, có một chị này rất là dễ thương, chị cũng nhiệt tình lắm. Chị có chia sẻ trong cái YouTube của Ngọc á, là nếu như quý vị vào cái community, ví dụ như quý vị vào cái YouTube của Ngọc mà quý vị thấy là video playlist community rồi about, thì cái quý vị vào cái phần mà community, cái nút cộng đồng á, thì quý vị vào đó thì Ngọc có những cái bài post ở đó, thì chị này chỉ có comment
để lại cái lời bình á, thì chị chia sẻ cái trường hợp của chị, thì quý vị vào đó quý vị sẽ đọc được cái tin mà chị này chị chia sẻ ha. Thì Ngọc rất cảm ơn chị đã viết rất là chi tiết và dễ hiểu về cái trường hợp của chị, thì chị cũng nhận được tiền, cho nên là chị nói là chị cũng muốn giúp mọi người, cho nên là Ngọc rất là cảm ơn chị. Và ví dụ quý vị muốn biết thì quý vị có thể vào cái tab cộng đồng á, thì các bạn cứ kéo xuống các bạn tìm cái bài đó nha. Ngọc cảm ơn chị rất là nhiều. Hy vọng mọi người ủng hộ kênh Ngọc bằng cách là đăng ký và nhấn nút chuông quý vị nha. Thì Ngọc tiếp theo là Ngọc làm cho cái tiểu bang Maryland. Thì ở đây Ngọc có bạn Đào bạn vô hỏi là tiểu bang Maryland thì ngày nào nộp đơn được chị. Thì lúc mà Ngọc tìm được câu trả lời thì Ngọc quay qua Ngọc trả lời cho bạn đó, thì Ngọc không biết cái câu hỏi nó đi đâu, nó bị mất đi đâu mất tiêu rồi, cho nên là không biết Ngọc làm gì mà nó bị mất tiêu rồi. Thì lúc nãy Ngọc có nói là người ta có share một cái video về sometimes good people make bad decision video, về cái unemployment insurance, có nghĩa là người tốt nhưng mà lại có những cái quyết định không có đúng, cho nên là người ta đưa ra một cái ví dụ là lúc nãy là Ngọc đã giải thích rồi ha, mình khai thật, có gì khai đó, đừng có khai dối thì nó nguy hiểm, nó hậu quả nó sẽ có những hậu quả về sau. Rồi thì trở lại với tiểu bang Maryland, thì ngày 24 tháng 4 đó, những ai có 1099 thì quý vị có thể bắt đầu nộp đơn để xin trợ cấp thất nghiệp về diện PUA ha. Rồi những ai có W2 thì quý vị không cần phải nộp đơn lại, người ta sẽ thông báo cho quý vị ha. Thì đó, ở đây người ta nói nè, starting April 24th. Ok, rồi những cái người này thì will be able to apply online, ok? Các bạn vào điền nha, Maryland. Maryland vào điền ngày 24 tháng 4 nha quý vị. Chúc quý vị may mắn. Quý vị, Maryland thì Ngọc có vào cái đây, vào cái đường link này thì quý vị sẽ thấy đi xuống khúc dưới ha. Thì quý vị sẽ thấy nè. Đó, Ngọc sẽ để đường link cho các bạn. Quý vị sẽ thấy ở đây, ngày 24. Đây quý vị. Ha. Starting Friday, April 24th, ok? Thứ sáu này quý vị lo điền đơn đi. Quý vị lên đây thì quý vị sẽ thấy cái phần mà điền đơn ở trên này ha. Điền đơn ở trên này. Ngày 24 có lẽ là người ta sẽ cho quý vị một cái link khác. Đó, còn nếu như mà những ai mà điền cái email address vào đây, hôm bữa trước Ngọc hướng dẫn quý vị điền vào cái email address này, thì quý vị có thể nếu có thể là người ta sẽ gửi email cho các bạn đó, thì các bạn check email ha. Rồi nếu các bạn cũng tương tự như vậy, translate cho tiếng Việt thì click chuột phải. South Dakota thì ở đây người ta sẽ hướng dẫn mình điền bước 1, bước 2, bước 3. Thì bước 1 là điền đơn, bước 2 là cung cấp hồ sơ và bước 3 là mình sẽ cung cấp cho người ta hồ sơ thuế của mình. Và sau khi nộp đơn thì mình làm những cái bước gì? Thì ở đây Ngọc sẽ click vào đây để Ngọc cho quý vị xem ở cái tiểu bang đó cái giao diện như thế nào và cái hình thức người ta hướng dẫn như thế nào. Thì South Dakota thì quý vị nộp đơn. Những ai đã nộp đơn rồi thì quý vị cứ check cái hồ sơ của mình ha. Rồi những ai chưa nộp thì mình làm theo những cái bước sau. Đó, PUA application process, tức là mình sẽ làm bước 1. Đó, rồi mình có thể lên online mình điền hoặc là mình gọi lên để mình điền ha. Rồi khi mà mình mở hồ sơ rồi á thì mình sẽ cung cấp mình sẽ cung cấp những cái tài liệu liên quan. Ví dụ nha. Rồi, bước thứ ba là quý vị cho người ta những cái chứng cứ về hồ sơ thuế năm 2019 ha. Rồi những cái pay stub, rồi những cái gì mà chứng minh là các bạn có thu nhập đó. Thì tùy trường hợp của mỗi người, nếu quý vị có W2 thì mình làm W2, 1099 thì mình làm 1099, thì quý vị phải kiểm tra hồ sơ thử người ta yêu cầu cái gì để mình làm. Rồi ở California quý vị thì ngày 28 tháng 4 thì quý vị có thể vào đó quý vị điền đơn xin cái PUA cái tiền của liên bang, thì Ngọc click vào đây, Ngọc chia sẻ cái giao diện cho mọi người ha.
Ok, người ta nói là cho cái PUA thì mình có thể bắt đầu điền đơn. Người ta sẽ chấp nhận hồ sơ thì người ta sẽ có một cái program cho riêng cho cái PUA này và bắt đầu chấp nhận hồ sơ vào thứ ba tuần tới ngày 28 tháng 4 quý vị nha. Đó là còn những cái chi tiết khác, ví dụ như những ai mà đã nộp hồ sơ rồi mà nhận không đồng đó quý vị không có phải nộp hồ sơ lại nữa ha, và quý vị sẽ cứ nếu quý vị nhận không đồng rồi quý vị vô đó, quý vị cứ làm những cái bước tiếp theo theo như người ta yêu cầu đó rồi chờ tiền về thôi. Rồi trường hợp cho tiểu bang Colorado thì quý vị lưu ý nè, là ngày hôm nay nè, ngày 21 tháng 4 nè, là quý vị chắc là nhiều người nhận được cái tiền 600 này ở tiểu bang Colorado rồi. Thì nếu những ai chưa điền á thì quý vị cứ điền đơn làm theo bước 1, bước 2, bước 3 ha. Thì mình chuẩn bị hồ sơ rồi mình điền hồ sơ, trả lời những câu hỏi rồi mình sẽ gửi hồ sơ đi trên mạng vậy đó. Tiểu bang Wisconsin thì theo như cập nhật ngày hôm nay á vào lúc sáng á thì cái video này Ngọc làm lâu lắm cho nên là Ngọc làm 2 ngày mà nó chưa xong thì tại vì cũng phải chơi với mấy đứa nhỏ ở nhà tại nó nghỉ học quá cho nên là lúc nào cũng dành thời gian nhiều hơn cho tụi nó rồi cho nên là khi mà quý vị ngày hôm nay ha đã người ta đã chấp nhận hồ sơ rồi đó cái quý vị có thể vào cái đường link này và làm sao để biết mình hưởng được bao nhiêu thì các bạn sẽ vô cái đường link này thì Ngọc bấm vô cho quý vị xem nha. Đây quý vị, người ta nói là bây giờ người ta đã chấp thuận cho làm cái PUA này rồi ha. Cái PUA payment là maximum là 370 và minimum là tối thiểu là 163 đồng trên tuần quý vị ha. Vào đây để mình apply. Đó, ngày hôm nay đó quý vị đã làm được rồi. Tiểu bang Utah thì các bạn có thể vào đây hoặc là đường link ở đây. Thì ở đây người ta nói là nếu như mà các bạn làm vô mạng mà làm sau 11:45 thì hồ sơ nó sẽ không được chấp thuận cho nên các bạn có thể làm từ 2 giờ sáng đến 11:45 tối 7 ngày trong tuần nhưng mà sau 11:45 thì các bạn đừng có làm hồ sơ ha. Thì 30 phút tổng cộng để điền đơn nếu như mà mình có sự chuẩn bị ha. Còn nếu như các bạn mà ở mỗi bước các bạn làm quá 20 phút á thì nó sẽ time out, nó không cho các bạn hoàn thành cái bước đó. Cho nên là quý vị trước khi làm hồ sơ, mình chuẩn bị hồ sơ kỹ. Mình vô mình tìm hiểu những cái câu hỏi này nè. Thì Ngọc sẽ click vô đây ha. Cho các bạn xem. Đó là Ngọc, những cái thông tin mà Ngọc tìm được những cái tiểu bang đó. Còn những cái tiểu bang khác, quý vị có thể lên cái đường link của Department of Labor là Bộ Lao động á. Quý vị tìm lại những cái đường link. Nó có 50 tiểu bang cho nên là quý vị muốn tham khảo. Cái nào thì quý vị có thể vào đó tham khảo. Ngọc cảm ơn quý vị đã theo dõi cái video này. Hy vọng là mọi người tìm thấy nhiều đã theo dõi cái video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Hy vọng là mọi người tìm được câu trả lời của cho trường hợp của mình ở đây. Hy vọng là cái video này đem đến một số điều bổ ích cho quý vị. Đừng quên đăng ký kênh, share, like cái video này để những ai mà đang có những câu hỏi về trợ cấp thất nghiệp thì người ta có thể hy vọng là Ngọc đem đến những cái chia sẻ bổ ích cho họ. Ngọc cảm ơn mọi người rất là nhiều một lần nữa và xin chúc cả nhà sức khỏe tốt và được bình an. Bye bye. Quý vị, vì lý do kỹ thuật trục trặc hay sao mà khi mà Ngọc mở cái link này trong cái phần video nó không hiện lên cho nên là bây giờ Ngọc sẽ chụp lại cái màn hình của những cái link của những tiểu bang nha. Đây là Georgia quý vị nha. Thì ở đây quý vị thấy nè, nó là Pandemic Unemployment Assistance PUA ở đây và kéo xuống nếu như những ai đã điền đơn rồi thì họ đã hoàn thành bước 1, bước 2 và hiện giờ bước 3 thì cũng phải check email để mà mình hoàn tất lại cái thủ tục của PUA ha. Còn những ai điền đơn mới á thì quý vị hoàn thành bước 1 là mình điền hồ sơ. Rồi thứ hai thì mình bước hai là mình chờ ha,
mình chờ một cái lá thư của người ta gửi về thông báo là mình có được nhận hay không, và những cái bước làm tiếp theo. Nếu như người ta từ chối hồ sơ của mình thì mình phải coi lại cái lý do họ từ chối là gì, để mình có thể là kháng chiếu á. Quý vị, mình có thể yêu cầu người ta xem lại hồ sơ. Rồi bước thứ tư là họ, sau khi mà mình làm cái bước 3, mình hoàn tất cái hồ sơ của mình theo diện PUA, thì họ sẽ process, họ sẽ xem xét hồ sơ của mình và đưa ra quyết định chuyển tiền về như thế nào, quý vị ha. Đây là của tiểu bang Georgia ha, quý vị đây nè. Đó là mình phải có những cái proof, những cái bằng chứng về 1099, 1040. Rồi nếu như mà mình tự chủ thì mình cũng có cái 1040 nè, quý vị ha. Đó. Rồi qua tiểu bang khác là tiểu bang South Dakota. Thì ở đây quý vị, PUA của họ đây, họ có 1, 2, 3 bước ha. Bước 1 thì quý vị vào đây, quý vị điền đơn. Thì mình vào có thể là quý vị đăng ký hoặc là đăng nhập vào hoặc là đăng ký tài khoản mới, thì quý vị làm theo bước người ta hướng dẫn, tại vì Ngọc không có thể vào đó để mà tạo hồ sơ được, quý vị ha. Rồi thì đó là bước 1. Và bước 2, sau khi quý vị đã mở hồ sơ rồi thì quý vị vào click vào đây để mình upload, mình tải những cái tài liệu lên. Thì ở đây người ta sẽ có những cái thông tin cá nhân được quý vị điền vào, rồi sau đó quý vị sẽ điền vào như là cái giấy tờ chứng nhận là mình nhận bao nhiêu hàng tuần, hàng tháng như vậy, và cái 1099, ok, và những cái yêu cầu nào mà quý vị muốn tải lên đây cho người ta thì quý vị choose file, ok. Rồi bắt đầu mình điền đơn ha. Còn rồi ở đây là tiểu bang Cali này quý vị. Cali thì Ngọc thấy rất là nhiều người nộp đơn nè. Thì cái chị đó dưới cái phần nút cái nút cộng đồng nha, có một chị đã chia sẻ cái trường hợp của chị, và cũng có một em này cũng rất là giỏi. Thì em cũng chia sẻ với Ngọc là cái trường hợp mà em làm cho bản thân em với lại em làm cho gia đình như thế nào. Thì em đó cũng cũng hay trao đổi thông tin với Ngọc á, cho nên là Ngọc cảm ơn em rất là nhiều đã cung cấp cho chị những cái thông tin. Giống như là hồi giờ Ngọc không có điền đơn xin tiền trợ cấp thất nghiệp, nhưng mà Ngọc lên đây không phải là giáo huấn hay là lên mặt hay là dạy đời ai hết. Ngọc chỉ ví dụ như mình tìm thấy được cái thông tin gì mà cái nguồn nó chính thức thì Ngọc lên đây Ngọc chia sẻ mọi người ha. Thì hy vọng là giúp ai được thì giúp thôi, chứ Ngọc không có phải lên đây để dạy đời. Và cái đây không phải là cái nghề của Ngọc ha. Còn những anh chị mà làm nghề điền đơn và thất nghiệp, làm về thuế thì đó là cái công việc của họ, thì họ họ biết cụ thể hơn. Còn ở đây Ngọc chỉ là tìm thông tin, là hy vọng là giúp được quý vị là những cái bước đầu tiên đó quý vị ha. Quý vị thông cảm cái đó, còn ở đây Ngọc không có dạy đời ai hết ha. Rồi ở đây là EDD của California, thì họ nói là họ sẽ begin the online process vào thứ ba này quý vị ha. Vào thứ ba thì họ sẽ có một cái đường link riêng để mình điền đơn, để mình xin PUA. Còn nếu như mà ai đã điền rồi á thì quý vị cứ đợi nha, đừng có điền lại, tại điền lại nó rối hồ sơ, bởi vì trong cái hệ thống nó đã có cái số an sinh xã hội của quý vị rồi. Đó, đây là những cái số tiền mà họ giải thích như thế này. Rồi đây là những cái điều kiện ha, điều kiện giống như Ngọc nói ở đầu video, điều kiện chung đó là điều kiện theo cái luật, cái đạo luật này đó, thì điều kiện chung hết mọi người. Thì ở đây họ cũng có giải thích thêm nè quý vị, bấm chuột phải chọn Translate to tiếng Việt thì mọi người có thể translate cụ thể hơn trong cái tiểu bang California này. Rồi Ngọc qua tiểu bang Colorado. Colorado thì người ta hướng dẫn cũng cụ thể bước 1, bước 2, bước 3 cho cái PUA. Ở đây Ngọc chỉ focus on PUA quý vị nha, tập trung vào cái PUA. Bởi vì cái W2 thì Ngọc nghĩ hiện giờ mọi người đã nộp đơn hết rồi. Thì mọi người vào đây, mọi người chuẩn bị hồ sơ, rồi điền đơn, và cuối cùng là mình gửi đơn đi quý vị nha. Đó, rồi ở tiểu bang Wisconsin. Wisconsin ở đây người ta nói là vào ngày 21, là ngày hôm qua đó quý vị, vào
Sáng lúc sáng là Ngọc đã nhận được cái này rồi, nó kêu họ nói là họ đang nhận, bắt đầu nhận hồ sơ rồi, cho nên là quý vị không có cần gọi lên ha, chỉ cần điền hồ sơ thôi. Đây, nhấn vào đây, quý vị nhấn vào đây để bắt đầu nộp hồ sơ. Again, quý vị muốn làm hồ sơ theo tiếng Việt thì nhấn chuột phải translate cho tiếng Việt ha. Nhiều khi tiếng Việt nó dịch ra không có thoáng, nhưng mà còn đỡ hơn là nếu như mình không có biết tiếng Anh ha. Rồi, ở đây là tiểu bang. Ok, ở đây người ta nói đây là những cái bước, 6 bước quý vị ha. Có nhớ là mỗi bước là 20 phút tối đa thôi. Nếu quý vị dành nhiều thời gian qua cái bước nào mà cái bước đó nhiều hơn 20 phút đó, thì họ sẽ time out quý vị, họ sẽ bắt quý vị làm lại từ đầu ha. Rồi Ngọc, xin cảm ơn quý vị một lần nữa. Chúc quý vị may mắn.